cái nấm hương này mình ngâm đi. Nấm mèo là đã được sắc sợi sẵn rồi. Đã ngâm chưa? Nếu mà ngâm sẵn rồi, các bạn bớt ra để cho ráo xả lại cái sạch, sạch những cái phần gác đi. Sau đó mình sẽ băm nhỏ cái phần nấm mèo này. Phần nấm hương thì sau khi ngâm nở xong đó, các bạn bỏ cái phần chân nấm đi. Đối với phần nấm hương, các bạn cũng sắc lát mỏng ra. Sau đó chúng ta bầm lại kích thước nó bằng giống như là kích thước của nấm rơm. À, xin lỗi, nấm mèo. Mực nhồi thì bây giờ chúng ta sử dụng cái phần nhân. Phần nhân thì do chúng ta trộn nhân, cho nên là tốt nhất là các bạn nên có một cái thau lớn một chút xíu để mà mình làm nhân nha. Nó có hai loại nhân khi mà mình làm, mà mình nhồi vào, mình cần cái độ dẻo cho cái nhân thì các bạn cần cái thau lớn. Đừng làm trong cái thau, cái tô nhỏ, không bao giờ làm cái nhân nó dai được hết. Bây giờ chúng ta sử dụng nấm mèo, nấm hương, chúng ta cho vào thau. Cái lượng nấm mèo và nấm hương thì nếu mà các chị muốn ghi chú thì mình có thể ghi chú là khoảng 2 muỗng canh đầy nấm mèo và 2 muỗng canh đầy nấm hương. Thịt nạc xay chúng ta sử dụng là 150g thịt nạc xay. Giò sống các bạn sẽ lấy 50g giò sống thôi. Rồi bây giờ đánh đều nó lên cái đó thì các bạn. Bây giờ các bạn cho gia vị vào luôn để lát mình đánh một lượt nó khỏi dơ tay nha. Các bạn cho vào hành lá xếp nhỏ bằng 1 muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê tỏi băm. Các bạn cho thêm 1 muỗng cà phê thì là cắt nhuyễn cho vào. Gia vị chúng ta sẽ tiếp tục cho vào khoảng 1 nửa muỗng cà phê ớt xay, 1/3 muỗng cà phê muối. Các bạn rất là cẩn thận khi cho 1/3 muỗng muối nó vào. Rồi kế đó cho thêm vào nửa muỗng cà phê bột ngọt. Đối với bột ngọt thì bây giờ có thể tăng lên hơi nhiều nhiều một chút cũng không sao. Rồi nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê đường. Rồi cuối cùng cho thêm 1/3 muỗng cà phê tiêu và chúng ta trộn đều lên. Và cái phần thân mực đó là như thế này, thì các bạn lấy con dao hoặc cái kéo, các bạn khía một cái đường nhỏ ở cái phần đuôi con mực, đừng có cắt bỏ nha, khía nhẹ một cái thôi nha, và đừng có làm cho nó đứt. Các bạn xem chị Nho làm xong rồi mình phải làm theo nha, Nho khía một cái cho các bạn xem nha. Các bạn rút cái phần nang mực ở giữa này ra, ở từ đuôi á, cái thịt á mình vo lại thành ra những cái miếng dài mà mình nhồi vào, sau đó các bạn lấy cái đũa chọn chọn vô. Rồi sau khi mà các bạn đã nhồi vào còn cách khoảng chừng 2 cm rồi, các bạn lấy cái đầu mực, các bạn nhét ngược trở lại vô trong cái phần thân mực đóng vậy, các bạn nhét vào. Kế đó các bạn sẽ dùng một cái tăm, các bạn xiên từ đầu này qua đầu kia và xiên hai cái ngược lại nhau để giữ cố định cái đầu với lại cái mình, để cho hai cái phần thân mực nó dính với cái đầu là được rồi. Sau đó đâm ngược trở lại, đừng hấp quá lâu cái phần mực này. Các bạn hấp mà trên 5 phút là cái mực nó bị dai ngay. Hấp rất là nhanh thôi, nó vừa mới hơi đổi qua cái màu trắng đục, còn mực nó căng lên một cái là lấy ra ngay lập tức. Sẽ phi tỏi cho thơm và các bạn cho gừng vô cái cà phê. Sau đó cân lượng về gia vị, các bạn sẽ cho 100g sốt cà, thì các bạn cho 2 muỗng canh đường, 4 muỗng canh giấm, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh đường nha các bạn, 1 muỗng canh rượu trắng. Rồi các bạn khuấy đều lên là được rồi. Và 1 muỗng cà phê gừng, gừng bằng nha các bạn. Các bạn phi tỏi này phi vàng lên. Sau khi các bạn phi vàng rồi thì các bạn sẽ cho cái hỗn hợp cà và đường á, cho vào khuấy đều lên. Các bạn lấy một muỗng cà phê bột bắp, một muỗng nhỏ thôi, các bạn đánh vào cái nước để mình sẽ cho chút vào trong cái sốt cà để tạo độ sánh. Một cái dĩa cho bột ra, một cái tô đập một cái trứng ra đánh đều. Rồi bây giờ khi mà đánh trứng lên rồi, các bạn sẽ làm thao tác như sau. Tôi nói rồi, các bạn làm một lần, tôi không nói nữa nha. Lấy từng con mực nhúng qua trứng. Khi nhúng con mực qua đều rồi, mình nhấc nó lên cho trứng nó chảy hết ra, nó đừng có bám con mực nữa.
Các bạn nhớ là khi tẩm trứng đều cả cái rau với lại cái mực luôn, cho chảy hết cái trứng đi. Sau đó chúng ta cho qua cái dĩa bột bắp, dùng tay chúng ta phủ đều cái bột bắp, đừng có lấy cái con mực mà lăn qua lăn lại, cái trứng nó sẽ chảy hết lên cái bột, nó làm hư cái bột. Rắc đều lên, bên kia chảo vừa nóng thả vô chiên luôn. Rồi vậy là xong, các bạn bắt đầu làm. Vì đó là những cái rút kinh nghiệm cho cái món ngày hôm nay. Món này là món khó, các bạn.